Vâng, xin được miến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Micro Audio. Trước mặt các bác là một cái combo 3 sản phẩm bán chạy nhất trong 2 tháng vừa rồi, cũng như là chất lượng, giá cả hợp lý cho các bác chơi. Một chiếc đẩy Denet A5, một chiếc nâng tiếng Idol 100 và một chiếc vang ETC thương hiệu của Mỹ IC 1.0, các bác nhé. Là một cái combo rất là chất lượng cho các bác về ghép với những dòng loa 30 hoặc là 25, 20 đều ok hết các bác nhé. Thì cũng là một cái combo bán chạy nhất trong 2 tháng vừa rồi. Và cái combo này thì bên em cũng đã set up cũng như là ký hiệu đầy đủ dây rắc để chuẩn bị lên đường cho anh Nguyễn Văn Thủy các bác nhé. Có địa chỉ tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, một cái combo 6.6 triệu các bác nhé. Thì anh có cọc bên em là 200.000. Đó, combo này là 6.6 triệu. Rất là chất lượng cho các bác hát cũng như là nghe nhạc các bác nhé. Thì khi các bác mua thì bên em đều ký hiệu hết tất cả các dây rắc các bác nhé. Từ cổng ra, cổng vào của nhạc, cổng ra, từ nâng tiếng, từ vang xuống nâng tiếng, rồi nâng tiếng xuống đẩy ra loa. Nói chung là làm hoàn chỉnh hết. Các bác về chỉ việc đấu nối từ trên xuống dưới thôi, xếp thứ tự như thế này là ok. Cực kỳ chất lượng với combo này, giá thành cực kỳ hợp lý các bác nhá, chỉ 6.6 triệu thôi. Một chiếc đẩy bài Denet A5, nó công suất đạt tầm 600W một cây. Một chiếc nâng tiếng Idol 100, một chiếc vang này dòng thương hiệu của Mỹ luôn các bác nhá. Hàng rất là đẹp. IC 1.0. Đây các bác nghe đang ghép với BB2000 các bác nhá. Đánh lên cực kỳ lực luôn ạ. Chắc và sâu các bác nhé. Với combo này thì với chiếc đẩy này thì có cái vỉ lọc rất là chi tiết, cho nên là cho ra tiếng rất là hay. Lại cộng thêm một chiếc vang chất lượng nữa, một chiếc nâng tiếng để hỗ trợ vừa hát cũng như là nghe nhạc nữa thì cực kỳ là hay rồi. Đó, vừa giá tiền. Đó, các bác về các bác ghép với những dòng loa 30, 25, đó 20 là thoải mái chơi các bác nhé. Thì cái combo này thì bên em cũng có lên một cái video rất là chi tiết ở trên kênh rồi. Đó, cho nên là rất là nhiều các bác kết cũng như là ủng hộ bên em. Đây nhá, em sẽ thử tiếng mic các bác nhá, để cho các bác nào mà chưa được xem với cái combo này. Lên bọt hay. Thôi nhé em, đừng yêu hơn sâu, đừng thương tiếc để rồi xa nhau. Các bác đừng quên là đeo tai nghe để từ nghe những cái giải trầm rất là đầm, cũng như là khi mà em test mic thì có tiếng xì rất là hay nhá các bác nhá. Vâng, cũng rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng và sử dụng rất là nhiều các dòng sản phẩm bên em. Thì cái combo này cho anh Nguyễn Văn Thủy ở thành phố Yên Bái thì em cũng đã test và kiểm tra rất là cẩn thận rồi. Lên video một chút để trước khi lên đường gửi các bác thôi. Còn các bác nào mà quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc Facebook. Vì rất là nhiều cái combo kiểu như vậy, hoặc là các bác lấy cũng như vậy thì bên em cũng không đăng được nhiều, vì căn bản là nhiều việc. Cái thứ hai là các bác nào mà kết bạn Zalo thì em gửi video ngắn thôi. Đó, còn hôm nay thì có thời gian thì sẽ lên trực tiếp như vậy. Ok các bác nhé, cũng như là chào các bác và chào anh Thủy. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.